Thưa quý vị, ít nhất 7 binh sĩ Venezuela đã thiệt mạng khi một máy bay trực thăng quân sự rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Caracas. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Vụ tai nạn trên xảy ra khi chiếc trực thăng bay qua khu vực đồi núi El Volcano tại thành phố El Hatillo. Người dân ở gần hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn, máy bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau đó. Vụ tai nạn xảy ra trong khi Tổng thống Nicolas Maduro đang có chuyến thị sát cùng diễn tập của lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar tại thành phố El Fao, bang Cojedes miền Tây của nước này. Hiện chưa rõ liệu máy bay trực thăng tai nạn trên có tham gia cuộc diễn tập hay không.